Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Quỳnh Anh. Mở đầu tin Việt Nam, hãng Foxconn và nhiều công ty ngoại quốc bị yêu cầu phải cắt giảm sử dụng điện vì thiếu điện. Thưa quý vị, giới chức Việt Nam vừa yêu cầu Foxconn là hãng cung cấp sản phẩm cho Apple phải cắt giảm sử dụng điện năng đến 30% tại các nhà máy ở phía bắc của hãng để tránh thiếu điện trong dịp hè. Hãng tin Reuters ngày 21 tháng 5 dẫn hai nguồn tin giấu tên biết rõ về vụ việc này cho biết. Yêu cầu cũng được gửi ra cho nhiều nhà sản xuất khác với mục đích tránh tình trạng thiếu điện như đã xảy ra hồi mùa hè năm ngoái. Lời yêu cầu gửi cho Foxconn được cho biết là khuyến khích và không có ý bắt buộc, do đó không có ảnh hưởng lên sản xuất. Việt Nam hiện đang lệ thuộc rất nhiều vào đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đã cố gắng hấp dẫn các hãng đầu tư vào Việt Nam trong các ngành tiêu tốn năng lượng như sản xuất chip bán dẫn. Hồi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết với các nhà đầu tư ngoại quốc là sẽ không để lặp lại tình trạng thiếu điện trong năm nay. Một nguồn tin cho Reuters biết, chính phủ thậm chí còn yêu cầu các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, hoãn việc bảo trì để đáp ứng với nhu cầu điện cao trong các tháng nóng nhất. Các nguồn tin không cho biết ai là người gửi các yêu cầu này cho Foxconn và thời gian đề nghị cắt giảm sử dụng điện là bao lâu. Một nguồn tin cho Reuters biết đề nghị này là mở, tức là không có thời hạn. Hiện Apple cũng chưa đưa ra phản ứng gì trước thông tin này. Foxconn là hãng sản xuất thiết bị điện tử gia công lớn nhất thế giới với các nhà máy ở miền Bắc Việt Nam, bao gồm tỉnh Bắc Giang, nơi hãng lắp ráp các thiết bị iPad và máy tính xách tay cho Apple. Công ty Điện Bắc Giang hồi tháng 3 vừa qua cho biết, công ty đã đề nghị giới chức các khu công nghiệp ở địa bàn tỉnh hợp tác để thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Vào mùa hè năm 2023, Foxconn cũng bị yêu cầu ngừng sản xuất nhiều ngày do thiếu điện. Công ty bị yêu cầu phải ngưng sản xuất từ chiều tối cho đến giữa đêm. Các khu công nghiệp ở Bắc Ninh và Bắc Giang, nơi có các nhà máy của Foxconn và Samsung hồi hè năm ngoái, cũng phải đối mặt với tình trạng mất điện toàn bộ do thiếu điện. Một viên giám đốc bị bắt vì đã phá rừng để làm thủy điện. Báo chí trong nước vào hôm 21 tháng 5 dẫn thông tin được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết là cơ quan này vừa quyết định khởi tố bị can cũng như bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Quang Hào, 48 tuổi, là tổng giám đốc của công ty cổ phần tài chính và phát triển năng lượng. Ông đã bị cáo buộc là đã chỉ đạo đôn đốc các công ty thi công thực hiện dự án thủy điện Trahi tại các vị trí thuộc rừng tự nhiên trên địa bàn các xã Lăng, A Chiêng, Giang thuộc huyện Tây Giang và gây ra thiệt hại tổng diện tích hơn 1.7 ha rừng tự nhiên. Theo tin tức thì dự án thủy điện này do công ty tài chính và phát triển là chủ đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2007 và khởi công vào năm 2008. Tuy nhiên thì dự án chưa được các cấp thẩm quyền quyết định để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để nhằm triển khai thi công đường dây 110 kV, tức là giai đoạn 2 của thủy điện Trahi thuộc các xã kể trên. Mặc dù vậy thì chủ đầu tư vẫn hợp đồng với các đơn vị thi công triển khai dự án, khiến cho nhiều rừng phòng hộ bị phá. Và thông tin về việc phá rừng đã được Hạt Kiểm Lâm Tây Giang phát hiện kể từ tháng 10 năm 2023. Điều tra sau đó thì thấy các đơn vị thi công đã thực hiện việc san ủi, chặt hạ cây rừng từ tháng 11 năm 2019 cho đến tháng 9 năm 2023. Hiện thì dự án thủy điện Trahi vẫn chưa đi vào hoạt động dù đã được thi công trong nhiều năm. Nguyên nhân được giới chức địa phương cho báo chí trong nước biết là dự án mắc nhiều sai phạm như là công trình thủy điện này thi công chưa hoàn thành, nhưng chủ đầu tư thì đã dọn dẹp khu lòng hồ khi chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho phép. Quá trình dọn dẹp có rất nhiều cây to đã bị đốn ngã. Tin Việt Nam tiếp theo cho biết ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước.
Thưa quý vị, nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào sáng ngày 22 tháng 5 với 472 trên 473 đại biểu Quốc hội, tương đương với 96.92% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Với kết quả này, Đại tướng Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Nghi lễ tuyên thệ được tân Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện ngay sau đó. Trước đó, cùng ngày, Quốc hội Việt Nam cũng thông qua việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Trong khi đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, được giao điều hành Bộ Công an. Quyết định này được đưa ra sau khi Đại tướng Tô Lâm thôi giữ chức Bộ trưởng Công an. Vừa mới được tăng lên được một ngày thì hôm sau cổ phiếu của VinFast giảm gần 19% do bị điều tra về tai nạn xe cộ. Cổ phiếu VFS của hãng xe điện Việt Nam VinFast vừa có hai phiên giao dịch đầy kịch tính trên sàn chứng khoán Nasdaq của Hoa Kỳ. Như tin chúng tôi đã đưa vào hôm qua, do tin tức về mẫu xe VF3 đã hút hàng ở tại thị trường trong nước khiến cho cổ phiếu của VinFast tăng mạnh. Và kết thúc phiên giao dịch ở ngày 20 tháng 5 năm 2024 thì giá VFS đóng cửa ở mức là 6.32 đồng, tăng đến 1.44 đồng cho một cổ phiếu, tương đương là 29.5% chỉ trong một ngày. Thế nhưng ngay trong ngày giao dịch tiếp theo thì cổ phiếu VFS đã ngay lập tức giảm đi 19% khi mà thị trường đóng cửa vào lúc 4 giờ chiều theo giờ miền Đông ngày 21 tháng 5. Cổ phiếu VFS có giá là 5 đồng 12 cho một cổ phiếu, tức là giảm đến 18.67%. Sau khi có tin là cơ quan an toàn giao thông xa lộ của quốc gia Hoa Kỳ NHTSA đang điều tra một vụ tai nạn trên xe VinFast ở tại Cali vào hồi tháng trước đã làm cho 4 người trong một gia đình bị thiệt mạng. NHTSA cho biết là cuộc điều tra sẽ tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn vào ngày 24 tháng 4. Và vụ cháy sau đó, vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 24 tháng 4 khi một gia đình ở thành phố Pleasanton thuộc tiểu bang Cali đã mượn chiếc xe điện SUV VF8 của một đồng nghiệp và chiếc xe này đã bị lạc tay lái, chạch ra khỏi làn đường và đâm vào một cây cột rồi sau đó đâm tiếp vào một cây ở bên đường và bị bốc cháy khiến cho cả gia đình 4 người đều bị tử vong, trong đó có hai chị em ngồi ở ghế sau. Theo CNN thì chủ nhân của chiếc xe VF8 này từng phàn nàn về tính năng tự lái của nó. Và trên trang TechCrunch còn nói rõ hơn là chủ xe từng than phiền về program hỗ trợ cho xe mà chủ xe cho là đôi khi giật chiếc xe sang bên phải. Đây cũng là điều mà các chủ xe VF8 khác cũng đã từng trải qua. Thưa quý vị, tin Việt Nam tiếp theo, sổ đỏ được điều chỉnh tên gọi từ năm 2025. Sổ đỏ cấp cho người dân từ năm 2025 sẽ có tên là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thường gọi là sổ đỏ, là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người dân. Tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ gồm nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thông qua việc cấp sổ đỏ lần đầu cho người đang sử dụng đất ổn định với thửa đất được xác định. So với luật đất đai năm 2013, tên gọi sổ đỏ mới ngắn gọn hơn, trong đó thay cụm từ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được bằng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong 20 năm qua, sổ đỏ 3 lần thay đổi tên gọi tương ứng với các lần sửa đổi luật đất đai. Luật đất đai năm 2003 quy định sổ đỏ có tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luật đất đai năm 2013 quy định sổ đỏ được gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Với luật đất đai 2024, sổ đỏ có tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Các sổ đỏ với tên gọi cũ được cấp trước ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, có giá trị tương đương với sổ đỏ mới và vẫn có giá trị pháp lý, không phải cấp đổi sang sổ mới. Những căn biệt thự giá trị hàng triệu đô ở tại Hà Nội đã bị đắp chiếu dù giá nhà đất đã tăng lên là 400 lần. Nhiều giấy biệt thự hàng chục căn nhà nhưng lượng nhà người về ở thì rất thưa thớt, hay có khu nhà liền kề đã bỏ hoang suốt hơn 10 năm qua. Tại các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Thanh Trì ở Hà Nội, có nhiều khu nhà phố, biệt thự bỏ hoang thì vẫn đang được môi giới bất động sản rao bán với giá cả triệu đô la. Các chuyên gia thì quy hoạch đô thị cho biết rằng việc nhà đất bỏ hoang đã khiến cho bộ mặt của đô thị ven đô nhếch nhác. Và theo nghiên cứu của chuyên gia kinh tế, kể từ năm 1990 cho đến nay, thì các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, giá nhà đất đã tăng vào khoảng 400 lần. Những tỉnh ở miền núi hay cách xa trung tâm thì cũng đã tăng vào khoảng 100 lần. Điều này cho thấy giá nhà đất đã vượt rất xa thu nhập bình quân của đa số người dân. Và chuyên gia kinh tế là Lê Xuân Nghĩa là một thành viên của Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính và Tiền tệ Quốc gia cho biết rằng cần phải hướng tới đánh thuế nhà đất bỏ hoang. Những khu nhà biệt thự hàng triệu đô được rao mà để hoang chắc chắn là để đầu cơ, mua đi bán lại, không tạo ra giá trị sử dụng, làm lãng phí đi tài nguyên và bộ mặt của đô thị thì bị bôi bẩn, đồng thời gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Bản tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chiều nay của Hình Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Chiều và Quỳnh Anh xin được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Hồng Việt TV. Chúng tôi xin thân ái kính chào. Tạm biệt quý vị.